Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua format Rai 96, một dòng xe đạp khung nhôm sử dụng full một bộ group Shimano Tiagra và sử dụng thêm cả cặp vành của Mavic thương hiệu Pháp cực kỳ đẹp. Khung nhôm như các bác thấy trên hình. Thương hiệu format khung nhôm. Màu sơn thì còn tương đối là đẹp các bác ạ. Rất là bóng bẩy. Bộ là khung nhôm và nhôm được sử dụng trên chiếc xe là 6061. Đây, loại nhôm rất là bền, chịu cường độ cao và chống bào mòn rất là tốt. Khung nhôm sử dụng full một bộ set group của Shimano Tiagra từ đề chuyển số đến gạt đĩa. Đây là gạt Tiagra các bác nhé, nhưng mà nó bị mất một cái tem ở đây. Nó là Tiagra. Đuổi đến đùi đạp, rồi cặp phanh trên dưới, rồi đuôi tay lắc, full hết một set group của Tiagra. Càng của chiếc xe là càng carbon các bác nhé, sử dụng càng carbon, càng và cọc yên là carbon. Phanh ba mảnh Tiagra này và sử dụng cặp vành cực kỳ đẹp, cặp vành của Mavic thương hiệu Pháp, cặp vành nhôm đũa lốc, đũa thiết kế dẹp, sử dụng tăm dẹp cản gió để di chuyển trên đường tốc độ tốt hơn này. Mayer cũng Mavic luôn, Mayer là bi vòng cuối lỗ, Mayer cuối lỗ của Mavic. Nếu như mà các bác hay theo dõi về xe đạp thì cũng rất là quen thuộc cái dòng Mavic này, một cái loại phụ tùng xe đạp hàng hiệu rất là tốt. Cặp vành trước vành sau full Mavic. Dùng đuôi tay lắc Tiagra full hết một set group Tiagra. Sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe xe đo thì tâm trục đạp với khóa cọc yên 53 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phút 55 cm, thì chiếc xe nó cũng khá, cái size nó tương đối là lớn, dành cho các bác mà từ 1m77-78 đến khoảng 6768 đến khoảng 7778 thì phù hợp. 1m80 đi trước này cũng vừa. Sử dụng 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, 2 tầng đĩa, 9 lip 2 đĩa cho 18 tốc độ khác nhau. Đồ full hết Tiagra ra. Cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 10 triệu 800 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.